Chào các bạn, bây giờ thì đã là 10 giờ tối rồi. Thì lúc sáng nay thì mình có đi Hà Nội để lấy hàng. Và bây giờ thì mình mới có thời gian để làm cái, để sửa cái kích này. Thì ở đây mình đang sửa hai cái con kích. Nó có cái vỏ như thế này nhá. Thì cái vỏ nó có mã là ST1600IVF này. Thì nó đề công suất là 1600W. Nhưng mà nó ghi ở đây là DC Dual C 220V này, Continuous này, Output Power 800W này. Nhưng mà mình nghĩ là cái mạch này thì khó thể nào mà đạt 800W liên tục đâu các bạn ạ. 400W là nó đã quá lắm rồi ấy. Đó. Thì với lại những cái kích này thì chúng ta cũng nên sử dụng với lại cái dòng tải nó thấp thôi. Thì cái kích thì nó sẽ bền hơn nhé. Thì cái pan bệnh này thì cả hai cái kích anh khách anh gửi cho mình thì là nó bị dập cái phần DC 12V lên 300V để lái câu hát đấy. Anh ấy cũng đã thay mốt phét rồi nhưng mà nó cũng vẫn dập lại hay sao ấy. Mình thấy anh ấy thay cái con mốt phét là 80NF 70 này. Thậm chí là có một cái kích anh có thể là một đây thì cái linh kiện mà lỗi ở cái kích này mình đã tháo ra đây. Mình tháo hết những cái linh kiện mà anh ấy lắp ra nhé. Đây. Đây là cái con kích lỗi mà mình đã sửa rồi này. Thì anh ấy sử dụng cái con này là cái con diode nhá. Đây là cái con MUR 2540 này. Thì con diode này là diode ở mạch nào đó mà anh ấy tháo ra và lắp vào đây nhá. Thì cái phần mạch này mà chúng ta lắp diode vào là nó sẽ chiết cái phần con 3525 này nhá. Đó thì có thể là anh ấy nhìn mã nó giống nhau, nhìn cái kích thước nó giống nhau, hình dáng giống nhau nên là anh ấy thay vào nhưng mà sẽ không được nhé. Đó thì cái mạch này nó đã chết bốn con MOSFET này và nổ tụ nhé. Thì đây đây là cái tụ mà nó nổ đây. Thôi nhỉ, mình lát nữa thì mình sẽ tìm lại con tụ nổ kia nhưng mà bốn con tụ này nó đã bị phồng lên rồi nhá. Đó và cái con 3525 này nó đã chết này. Thì mình cũng đã thay 3525 mới này và thay bốn MOSFET mới và vệ sinh lại nhá. Và mình đã thay cái phần totem driver này thì nó đã có xung và mình sẽ lắp MOSFET vào nhá. Và mình cũng thay cái bốn con tụ đây là cái tụ zin bản của nó này. Cái tụ zin bản này nó đã bị phồng và nổ hai con rồi nhá. Thì mình đã thay bốn con tụ mới này. Đó, cùng chỉ số luôn. Thì đây cái mạch này thì nó cũng không nổ tụ nên là mình sẽ chỉ thay MOSFET hoặc là 3525 hoặc totem driver thôi để xem là nó có xung hay không nhá. Cái cấu tạo của cái mạch này thì nó có một cái con vi xử lý ở đây này các bạn này. Con vi xử lý 8 nhân này nó không có số đâu. Đó, thì mình sợ nhất là chết cái con này. Mình không thể nào mà có mà thay được. Tại vì cái này là do người ta sản xuất theo cái kiểu độc quyền ấy. Thế nên là mình cũng không thay được. Nếu mà chết cái con vi xử lý này thì mình cũng đành chịu thôi. Đó, thì cái mạch này mình đoán là cái mạch do Việt Nam sản xuất các bạn ạ. Tại vì mình thấy là nó có cái mã đây, ở đây nó có một cái mã giống như kiểu cái mã của bên JLC PCB nhá. Đây, nếu mà các bạn đặt bên JLC PCB nhá thì nó sẽ luôn có một cái mã ở phần ở một cái góc nào đấy của mạch nhá. Ví dụ như kiểu cái này. Đây, cái đơn I91 này. Ở đây nó cũng có cái mã gần giống như vậy nhá. V8 gì đó. Ở đây là AP3 này thì có thể là đơn vị khác nhưng mà
Có thể là do bên Việt Nam mình đặt mua đặt ở bên Trung Quốc nhé, thì cái mạch này cũng khá giống của Việt Nam làm nhé, thì nhìn mạch nó cũng khá là đẹp và thiết kế của nó cũng nhiều linh kiện rất là đầy đủ. Mình sẽ để một cái ảnh linh kiện của một cái kích sóng vuông của Trung Quốc nhé, thì nó linh kiện của nó đều hơn, nhưng mà mình thấy là cái mạch này nó chạy cũng khá là tốt. Cái mạch này mình sửa xong mình cũng thấy chạy nó cũng không ổn định, nhưng mà cái biến áp này nó rất là nóng luôn, thì có thể là bên Việt Nam mình sẽ cần phải thay đổi một chút về cái phần đường công suất và MOSFET này nhé. Thì khi mà chúng ta nấu song song hai MOSFET như thế này thì cái đường công suất nó phải ở giữa này nhé, sau đó thì mới đi vào biến áp, nhưng mà ở đây người ta thiết kế là đi vòng theo như thế này này, thì cái con MOSFET này nó sẽ phải chịu cái dòng rất là lớn, và con MOSFET này thì nó lại chịu một cái điện trở lớn nên là nó sẽ bị nóng nhé. Đó, thì chúng ta sẽ phải thiết kế đường công suất nó ở giữa này và đi ra MOSFET ở đây. Đó. Và chúng ta phải đắp thêm thiếc rồi nhé. Mình thấy là cái thiếc nó cũng khá mỏng nên là mình có đắp thêm một ít thiếc vào. Đó. Thì cái mạch này nó lái bằng IC3525 này. Và mình thấy mỗi biến áp nó rất là nóng luôn. Chắc là người ta sẽ phải cân chỉnh lại. Đó. Và cái mạch cầu H này thì là sóng vuông. Nó sử dụng cái con IC mài số ở đây này. Thì mình đoán đây là cái con 324 nhá. Và con bên này cũng mài số thì mình thấy nuôi số 4 ở đằng cuối này, thì mình biết ngay nó là con 494, đây là 494. Và cái mạch này nó thiết kế y hệt mấy mạch Trung Quốc luôn, nhưng mà linh kiện của nó đẹp hơn. Nó có cả mạch snooper bảo vệ này, đó, NTC để hạn dòng khi mà nạp cho cái cân tụ điện này này. Đó, mạch chống ngược cực này, khá là đầy đủ. Mạch snooper các thứ rất là đầy đủ nhé. Thì mình cũng rất là thích cái mạch này. Đó, ngoài mấy cái điểm đường công suất này thôi thì cái mạch này nó cũng khá là ổn đấy. Đó. Và cái con tụ này chúng ta nghĩ là phải thiết kế to thêm nhé, tại vì tải lớn thì tụ bé như thế này thì nó sẽ bị tụt áp nhé. Đó. Vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ sửa cái kích này nhé. Cái kích này thì mình đoán là nó sẽ lỗi giống như kiểu cái kích kia thôi. Thì có thể là nó sẽ chết cái totem driver này, chết 3525 này, chết MOSFET này. Đó, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại và mình sẽ đo thử xem tháo hết MOSFET ra. Và mình sẽ đo hết lại chở ở đây này, và đo lại mấy cái con chan totem driver này, và kiểm tra xung của IC3525 nhé. Đó. Đây. Ui, chết cha rồi. Mình dội nửa lít xăng ra rồi nhé. À không, một ít. Đây thì mình sẽ dùng xăng mà mình sẽ tẩy tẩy những cái vết cháy đen ở trên cái mạch này đi nhá. Đó. Thì ở dưới này coi như mình rửa bàn luôn mà. Thì mình sẽ tẩy cái vết đen này đi và mình đo những cái con điện nhỏ ở đây xem là nó còn sống hay không nhá. Nhưng mà mình nghĩ là không còn sống đâu các bạn ạ, tại vì mình đã thấy cái vết mà cháy con nhỏ 10 ohm này và cả con 10K nó cũng cháy nữa. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ thay hết cái đống điện nhỏ này. Đó. Và cái phần totem driver thì mình cũng đã đo qua rồi thì nó vẫn còn sống nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ vệ sinh lại, thay hết điện nhỏ và mình sẽ đo xem nó có sung ra hay không nhé. Đó. Đây thì mình sẽ đo thử cho các bạn mấy con nhỏ này nhá. Thì đây là cái con nhỏ 10 ohm nó đã bị cháy rồi này. Đó, thì các bạn có thể thấy được là nó có cái vết.
có cái vết cháy ở con chở 10 ohm này nhá, và con 10K thì nó cũng vẫn còn đẹp, nhưng mà mình nghĩ là mình chắc ăn thì mình sẽ thay hết cái này nhá. Đó, giữ lại thì rất có thể là nó sẽ bị chết lại và hỏng mạnh nhá, thì mình sẽ thay hết lại nhá. Thì mình sẽ đo thử cái con 10 ohm cho các bạn xem này. Thì mình sẽ để thang đo điện trở nhé, và mình sẽ đo này. Đó, nó lên tận 21K này. Đó, thì mình sẽ thay hết lại nhé. Ok, thì mình cũng đã thay hết cái dàn điện trở dưới này rồi này. Thì bây giờ thì mình sẽ đo xung cho các bạn xem nhé. Thì mình sẽ đo ở từng có một phép và nó có đủ xung là được nhé. Ở đây thì cái tần số của cái mạch này người ta thiết kế là 30 kHz các bạn ạ. Mình nghĩ là chỉnh lên 35 kHz thì nó sẽ ok hơn. Đó, thì đây là cái dạng sóng đầu ra nhé. Đó, và tất cả bốn kênh của MOSFET đều có đủ xung hết nhé. Vậy là được. Chúng ta cũng có thể đo bằng cái đồng hồ số này nhé. Thì mình sẽ đo thử cho các bạn bằng đồng hồ số này. Thì các bạn nên đo oscilloscope và đo bằng đồng hồ số này. Nó sẽ ra 5V này. 5V này. 5V. Và 5V nó phải bằng nhau như thế này nhé. Thì mình sẽ đo tần số ra cho các bạn xem. Đây, thì tần số của nó ra là 30 kHz này. Đó. Thì vậy là chúng ta có thể lắp MOSFET vào rồi nhá. Thì cái con 3525 này nó không hỏng, còn cái mạch trước là nó bị hỏng cái con 3525 á. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ thay MOSFET. Ở đây thì mình sẽ lắp cái con MOSFET ở cái mạch TG500 này, CEP83A3 này. Thì con này chịu 30V và 110A nhé. Thì cái loại này nó rất là khỏe, nên là chúng ta có thể lắp vào những cái kích 12V này nhé. Đó. Ok, và mình đã thay MOSFET mới vào rồi này. Thì đây là cái MOSFET mới mà mình thay rồi nhé. Và mình đang tải nó bằng một cái quạt này. Thì mình sẽ đo cái điện áp ra cho các bạn xem nhé. Thì cái điện áp ra mà mình đang tải quạt là 226V AC nhé. Và cái dạng sóng đầu ra của nó thì cái kích này là kích sóng vuông, nên là cái dạng sóng ra của nó sẽ hình vuông và cái quạt nó sẽ hơi kêu nhé. Đây, thì đây là cái dạng sóng đầu ra của cái kích này này các bạn này. Đây, đây là cái dạng sóng đầu ra của cái kích này nhá. Thì nó hình vuông nét đèn đèn luôn, 51 Hz. Đó, và mình sẽ sờ thử xem là MOSFET cấu hắt nó có nóng hay không nhá. Thì cái con MOSFET này nó là cái MOSFET mà nó không có lưng tản nhiệt bằng đồng, nên là chúng ta có thể sờ được nhé. Đó, mình không thấy nóng gì cả. Con MOSFET bên này áp thấp này thì nó cũng không nóng gì. Đó, những điểm duy nhất của cái mạch này thì mình thấy là cái biến áp nó sẽ nóng nhé. Đó, nên là mình nghĩ là nhà thiết kế sẽ phải thay đổi biến áp hoặc là cái tần số lái nhé. Đó, bây giờ thì mình sẽ lắp cái kích này lại và mai thì mình sẽ test khoảng độ vài tiếng, sau đó thì mình sẽ trả lại khách hàng nhé. Video hôm nay thì mình sẽ kết thúc ở đây. Tạm biệt các bạn.